Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ tại thành phố Arlington, Virginia đã có một buổi sinh hoạt ngoài trời để mừng lễ Chúa Phục Sinh 2019 cũng như hội chợ mùa xuân. Yêu thương, vui mừng, bình an, hy vọng. Những dòng chữ tôi đã đọc được trên cao của tấm lều che nắng tại nhà thờ Arlington Forest United Methodist Church còn được viết qua với tên Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ tại thành phố Arlington, Virginia. Ngày Chủ nhật lễ Phục sinh 21 tháng 4, 2019, ngày lễ quan trọng nhất của năm, sự phục sinh của Đấng Cứu Rỗi. Vào lúc 10 giờ sáng, Hội Thánh đã có những giờ phút thờ phụng Chúa. Và 11 giờ 30, Hội Thánh đã có một buổi sinh hoạt ngoài trời với chủ đề lễ kỷ niệm mừng Chúa sống lại và hội chợ mùa xuân. Với rất nhiều trò chơi cho trẻ em, những món ăn thật ngon, và năm nay có sự yểm trợ của nhà Việt Nam Vilac đã thu hút hơn 300 quý thân hữu, gia đình và hơn 100 tín đồ. Chúng tôi cảm ơn Chúa, hôm nay là ngày lễ Phục sinh, là ngày lễ mừng kỷ niệm Chúa sống lại. Và cùng với chương trình này, cùng với sự vui mừng đó, chúng tôi muốn tổ chức một chương trình hội chợ mùa xuân để cho các em có thể đến để lụm trứng theo truyền thống của những người Mỹ ở tại đây. Chúng tôi rất là ước ao tổ chức chương trình này trong nhiều năm. Năm nay thì chúng tôi cảm ơn Chúa là có nhà Việt Nam cùng hợp tác với chúng tôi để yểm trợ chúng tôi trong chương trình này. Có rất là nhiều trò chơi như là lụm trứng, có chương trình là vẽ mặt, có chương trình chụp hình với Bernie, có làm thủ công cho các em ở dưới và có raffle cho các em ở dưới nữa. Có cô sống candy, rất là nhiều cái activity. Và chúng tôi, khi tôi về đây hầu việc Chúa hơn cách đây khoảng 5 năm, ước vọng của tôi đó là có thể đáp ứng được nhu cầu tâm linh cho người Việt ở trong vùng ở tại đây. Nhưng điều thứ hai, mong mỏi thứ hai của tôi đó là muốn xây dựng một cộng đồng ở đây được vững mạnh hơn, tạo một sân chơi, một chỗ chơi cho người Việt của chúng ta, đặc biệt ở trong vùng, để có thể đến đây vui chơi trong những ngày lễ, để chúng ta có thể cùng gắn bó với nhau để xây dựng cộng đồng chúng ta ngày càng vững mạnh hơn. Nói về lịch sử, khi tôi mới về đây đó thì Hội Thánh chỉ nhóm lại trên dưới 20 người, nhưng hiện tại thì Hội Thánh nhóm lại trên 100 người, và chúng tôi rất là mong ước quý đồng hương muốn đến thờ phượng Chúa với chúng tôi trong những Chủ nhật tới. Ngày Chủ nhật chúng tôi có chương trình học Sunday School, tức là học Kinh Thánh từ 10 giờ và giờ thờ phượng Chúa là 11 giờ rưỡi. Trong tuần thì chúng tôi cũng có những hoạt động giúp đỡ cho những cộng đồng hương nào có nhu cầu. Ví dụ như đồng hương mới sang cần phải đi cho con vào trường thì chúng tôi cũng sẵn sàng để có thể giúp đỡ, hoặc là tìm chỗ để ở thì chúng tôi cũng sẽ tìm chỗ để giúp cho những đồng hương chúng ta mới qua đây để chúng thể sớm hội nhập với cuộc sống. Thật sự khi tôi về đây thì lòng mong ước của tôi đó, tôi cũng rất là quan tâm đến những vị cao niên ở trong vùng tại đây, và đặc biệt là những người cao niên ở trong nhà già Woodland Hill. Chúng tôi cũng đã vào trong đó để tổ chức chương trình tri ân cha mẹ, và đặc biệt tháng 5 này vào ngày 11 Tây chúng tôi sẽ trở vào lại trong người già để chúng tôi cùng tổ chức chương trình tri ân cha mẹ. Chúng tôi biết rằng các cụ ở tại đây có con nhưng đôi khi không có ở bên cạnh, và đôi khi vào những ngày lễ như Mother Day hay Father Day thì rất là cô đơn. Chúng ta biết là trong truyền thống của người Việt của chúng ta rất là hiếu đạo, và thế tôi muốn đem tôi là thế hệ sau, muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với những bậc lớn tuổi, những bậc trưởng thượng, để tổ chức cho họ một ngày kỷ niệm tri ân cha mẹ, tri ân quý vị đã hy sinh một đời vì con cái. Em là cơ đốc nhân tại đây, thì em thấy mỗi năm thì nhà thờ tổ chức hội mùa xuân rất là vui, thì mỗi năm mỗi khác, mà hôm nay thì dịp này có nhà hội Việt Nam tới đây thì em thấy đồ ăn cũng như là những cái chương trình nó đặc biệt hơn và nó phong phú hơn. Thì em hy vọng là sắp tới có nhiều người tham dự hơn nữa. Tôi ở nhà thờ này được 2 năm, và cái lần Easter năm nay rất là vui nhộn, là rất là đông đảo cộng đồng đến đây để tham gia trong cái buổi Easter năm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự
Hội chợ mùa xuân và lễ Phục sinh 2019 tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ, thành phố Arlington, Virginia. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thiếu úy Không quân Quỳnh Ngọc Sương, thuộc phi đoàn 718 EC của Sư đoàn 5 Không quân Tân Sơn Nhất. Trước ngày 30 tháng 4, thì ngày 29 thì được lệnh coi như là di tản chiến thuật, thì chúng tôi là bay qua bên Utapao. Thì trong lúc dì ra đi thì bà xã thì còn kẹt lại ở Việt Nam. Thì sau khi qua Utapao và được qua đến Guam, sau đó thì được đưa vào trại Peloton ở Cali. Vì cái sự ra đi nó quá là đột ngột, cũng như là trong cái lúc đau buồn rồi thì cũng không biết là cái hoàn cảnh gia đình như thế nào. Thì lúc đó là bà xã thì mới có một cháu gái đầu tiên, mới có 11 tháng rưỡi thôi. Và lúc đó thì bà xã lại có đang có bầu, nhưng mà lúc đó tôi cũng chưa biết. Thì sau đó vì quá buồn thì tôi có ghi tên và tự nguyện trở về trên cái tàu Việt Nam Thương Tín vào năm cuối tháng 10 1975. Và sau đó thì Cộng sản nó đã bỏ tù tôi cũng hết 5 năm. Và tôi được trở về nhà vào cuối năm 1980. Và sau đó thì qua cái chương trình HO thì gia đình chúng tôi được sang Hoa Kỳ vào năm 1994 trong diện HO 26. Dạ, tôi xin tự giới thiệu là tôi tên là Nâu Lương, sống ở Sài Gòn, Thủ Đức, Việt Nam. Sau giải phóng năm 30 tháng 4, sau đó thì chồng tôi mất liên lạc, nên ở nhà tôi rất là vất vả để nuôi con. Rồi sau một thời gian đâu khoảng 6 tháng sau thì tôi bắt được liên lạc với lại chồng tôi. Rồi anh ấy trở về nhưng mà tôi vẫn không gặp mặt. Sau 6 tháng, 7 tháng thì tôi mới được có lệnh là được đi ra ngoài trại A20 ở La Hai, Xuân Phước La Hai để thăm chồng tôi. Nhưng mà cũng không được là gặp mặt nữa. Trong thì đi rất là cực khổ vất vả, nhưng mà chỉ gửi đồ cho thôi. Trong 3 năm đầu là phải gửi đồ thôi. Rồi sau đó thì mới là được gặp mặt. Rồi cái vòng này học tập được 5 năm thì chồng tôi được trở về đoàn tụ với gia đình. Tôi cũng xin thực lại là trên cái chuyến tàu Việt Nam Thương Tín trở về vào giữa tháng 10 năm 75, thì trên đó có khoảng 1.650 người. Thì nếu mà trong đó thì có đàn bà và trẻ con thì khoảng gần 200, còn hầu hết là toàn là các anh em quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa của mình, cũng vì một cái hoàn cảnh nào đó thì cùng trở về trên con tàu đó. Và sau đó thì khi mà cập bến ở Nha Trang xong thì sau đó thì Cộng sản là đưa tất cả vào trong các trại giam hết. Thì đó là một cái điều mà thực sự thì ngay cái thời điểm đó mình cũng không biết là cái quyết định của trở về của tôi lúc đó nó đúng hay nó sai, nhưng mà vì một cái tình cảm thiêng liêng của gia đình thành ra mình trở về. Thì cũng rất là may mắn là sau một thời gian bị giam giữ thì tôi cũng được về đoàn tụ với gia đình. Và sau đó thì Hoa Kỳ đã cho ra đi trong cái viện HO đặt định cư ở Hoa Kỳ năm 1994 cho đến bây giờ. Thành ra bây giờ tới cái ngày 30 tháng 4 hàng năm thì cái mong muốn của tôi không có gì hơn thì làm sao trên đất nước chúng mình phải làm sao cho nó có một cái cuộc sống. Thứ nhất là về tự do, dân chủ, dân quyền, tự do. Chứ bây giờ thì người dân là đã bị áp bức mà sống trong một cái cuộc đời nó rất là khắc khổ. Thì hy vọng rằng một cái ngày nào đó tất cả anh em chúng mình có cái dịp mà trở về đất nước trong một cái không khí nó tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.